Xin chào, rất vui khi đã được gặp lại các bạn tại channel của mình. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị bước qua mùa hè năm 2019. Đúng là thời gian trôi nhanh như cách nghĩa cũ trở mặt để chuẩn bị cho một mùa hè mà tất cả những bạn học sinh, sinh viên đều được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian thi cực kỳ khắc nghiệt và gian nan. Mới đó, mọi người còn mong chờ từng tập của Khi Hiệp Sĩ hay Sword Art Online, mà giờ đây đã có hàng loạt những bộ anime mới được ra mắt. Chào mừng các bạn đến với Bi Huỳnh Senpai. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng Bi Huỳnh Senpai điểm qua top 10 bộ anime mùa đông được đánh giá cao nhất trong thời gian vừa qua. Lưu ý, bảng xếp hạng này chỉ tính những bộ anime mùa đông đã và sắp kết thúc ra mắt vào khoảng đầu năm 2019, tức là không tính những bộ anime mới ra mắt gần đây như Kenza no Mago hay Kimetsu no Yaiba, cho nên các bạn chú ý nhé. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua áo thun, phụ kiện Fairy Tail thì hãy truy cập Shopee Bi Huỳnh Senpai để ủng hộ cho mình nhé. Đảm bảo giá học sinh, chất lượng phụ huynh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vị trí thứ 10, Kazega Suyoku Futaru, thuộc thể loại drama, seinen và thể thao. Câu chuyện kể về cậu học sinh trung học Kakeru, bản thân sống trong một gia đình nghèo khó, đến cơm còn không có mà ăn. Vì vậy Kakeru thường hay ăn cắp vặt, cho đến một ngày bị phát hiện và được một sinh viên đại học Kansei Haiji cứu giúp. Nhận thấy Kakeru quả là một thanh niên có tố chất thiên bẩm hơn người, Haiji quyết định đào tạo Kakeru trở thành một vận động viên marathon. Một cuộc đua được tổ chức hàng năm vào ngày 2 tháng 3 với tổng chiều dài của chặng đua là gần 217,9 km, khoảng 135,4 dặm, và câu chuyện của cậu học sinh nghèo vượt khó cũng bắt đầu từ đây. Là một bộ anime cực kỳ hay cho những ai có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là môn chạy đường dài. Tiếp theo, Hinomaru Zumo, thuộc thể loại võ thuật, seinen và thể thao. Câu chuyện kể về Ushio Hinomaru là một cậu học sinh năm nhất nhỏ con của trường trung học Odachi, không phải thiên tài xuất chúng, không có may mắn chơi ban, cũng không xuất thân gia thế, chỉ có nghị lực và khổ luyện. Đến với câu lạc bộ sumo vắng hoe, chả có ma nào để ý tới của trường cao trung Odachi. Sumo vốn là một thế giới dành cho những kẻ to và nặng, nhìn thoáng qua thì cậu ấy không có cửa rồi, nhưng thế mà hãy cùng Ushio và câu lạc bộ bé nhỏ của cậu ấy leo tới đỉnh cao vinh quang, đạt được danh hiệu Yokoyuna và trở thành một huyền thoại sumo nảy lửa, không được phép lùi bước trên sàn đấu. Vị trí thứ 8, Gotobun Hanayome, hay còn có tên gọi khác là Nhà có năm nàng tiên, thuộc thể loại tình cảm hài hước, học đường đời thường harem và seinen. Là một bộ anime hài hước nói về tuổi học trò có năm cô gái cực kỳ lười học và gia sư của họ. Anh chàng là một học sinh chả có gì ngoài sự thông minh. Futaro Usagi nhận công việc gia sư dạy kèm cho năm cô gái vì cậu đang rất cần tiền để trả nợ cũng như trang trải cho việc học. Nhưng khi học sinh của cậu là năm cô con gái xinh đẹp của một thương nhân giàu có, họ có vô vàn lý do để lười biếng trốn tránh việc học, thì Futaro sẽ làm gì? Và cứ thế này thì họ sẽ không thể tốt nghiệp. Nếu muốn được trả lương thì Futaro cần phải có kế hoạch phù hợp với từng người, nhưng lại thật vô vọng khi cả năm người họ đều xem cậu là một tên thua cuộc. Một thông tin cho những ai chưa biết là bộ anime này sẽ có phần 2 và thời gian ra mắt sẽ được thông báo sau. Vị trí số 7, Yakusoku no Neverland, được biết đến là một bộ anime chuyển thể từ manga cùng tên. Câu chuyện xoay quanh cô bé Emma đang có một cuộc sống rất yên bình tại nhà trẻ mồ côi. Đối với Emma, từng căn phòng, góc vườn là nhà của cô. Những người bạn thân thiết chính là anh chị em ruột của cô. Còn người nữ tu trẻ đẹp, hiền hậu, dịu dàng với cái tên Mama chính là mẹ của cô. Một ngày bình thường của Emma là thưởng thức những bữa ăn ngon tuyệt, nằm trên chiếc giường êm cuộn trong chăn ấm và có những giờ phút vui chơi nô đùa, những con số trên cổ và những bài kiểm tra vô cùng phức tạp. Nơi đó, Emma, Norman và Ray là ba đứa trẻ lớn nhất, đồng thời cũng là ba người tài năng nhất. Tuy nhiên, một ngày cô bé phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, đó chính là những đứa bé tại nhà trẻ mồ côi ấy được nuôi để làm thịt cho bọn quái vật khủng khiếp. Liệu họ có thể trốn thoát khỏi số phận tàn khốc này trước khi quá muộn hay không? Thêm một thông tin nữa cho tất cả các bạn là bộ anime này sẽ chính thức ra mắt season 2, tức phần 2, vào năm 2020 và cốt truyện sẽ nối tiếp phần 1. Vị trí số 6, Dororo, thuộc thể loại hành động lịch sử giả tưởng Furo Sonen và ác quỷ. Câu chuyện là bối cảnh vào giữa thời đại Muromachi vào khoảng thập niên 70 của thế kỷ 15 sau trận chiến của Onin và Bome. Câu chuyện kể về Hikimaru, một chàng trai trẻ khi sinh ra đã bị mất 48 bộ phận trên cơ thể. Điều bi thảm mà anh phải gánh chịu này là do cha của anh Kage Mitsu Daigo đã lập một lời hứa với bọn quỷ dữ vì ông muốn thống trị đất nước này. Cái giá cho lời hứa đó chính là 48 bộ phận trên cơ thể của đứa con trai của mình. Chính vì thế vừa mới sinh ra, Hikimaru đã bị khuyết tật để mình và bị gia đình ruồng bỏ thả anh trôi sông. Tuy nhiên, Hikimaru giờ đây đã trưởng thành và anh lắp cho mình những phần cơ thể giả để có thể tiêu diệt 48 con quỷ nhằm lấy lại những phần cơ thể vốn có. Trên cuộc hành trình ấy, anh đã gặp gỡ cậu nhóc, ý nhầm, cậu nhóc Dororo và cả hai trở thành bạn từ đó.
Vị trí thứ 5, Sword Online Alexi Resin, thuộc thể loại hành động viễn tưởng, giả tưởng và trò chơi. Sau thành công rực rỡ qua hai phần đầu trong bộ Sword Online, hay còn có tên gọi khác là Đao Kiếm Thần Vực, đạo diễn Tomohiko Ito đã đồng hành cùng với nhà sản xuất tiếp tục hợp tác với nhau để tung ra bộ anime Sword Online Alexi Resin, tức phần 3. Nội dung trong phần 3 vẫn là câu chuyện kể về Kirito, tỉnh dậy trong một khu rừng rộng lớn, hoang sơ và đầy rẫy những cây cao chót vót. Trong cuộc tìm kiếm manh mối về những sự thật xung quanh, anh gặp một cậu bé có vẻ quen biết anh. Cậu ta dường như là một NPC đơn giản, nhưng chiều sâu cảm xúc của cậu dường như không khác gì một con người. Khi họ cùng tìm kiếm tung tích của cha mẹ cậu bé đó, Kirito tìm thấy một ký ức đặc biệt trở lại với cậu, một ký ức từ thời thơ ấu của anh, cùng một cậu bé và một cô gái với mái tóc vàng và một cái tên mà đáng lẽ anh không bao giờ quên. Alice. Thông tin cho những ai chưa biết, ban đầu, Sword Online Alexi Resin được chia thành 4 câu, tức là 4 phần nhỏ và được chiếu xuyên suốt trong vòng 1 năm. Đến nay, đã chiếu được 2 câu bao gồm 24 tập và câu 3 sẽ được phát sóng tiếp từ tháng 10 năm 2019 tới đây. Vị trí thứ 4, Kaguya-sama, thuộc thể loại tình cảm, hài hước, học đường và seinen. Nội dung phim kể về chủ tịch hội học sinh Shirogane Miyuki và phó chủ tịch Shinomiya Kaguya. Họ là hai thành viên của hội học sinh thuộc học viện Sujin cao quý, dành cho các thiên tài và con cái nhà giàu có. Nói nhanh là trường học dành cho con ông cháu cha. Cả hai người đều là những người nổi tiếng tại trường, như kiểu sinh ra là dành cho nhau vậy đó. Chính vì thế mà họ được coi là cặp đôi hoàn hảo. Kaguya là con gái của một gia đình tập đoàn giàu có và Miyuki là học sinh hàng đầu thiên tài trong những thiên tài tại Nhật Bản, nổi tiếng khắp đất nước. Tuy nhiên, chuyện tình này có vẻ khá là oái ăm, mặc dù cả hai người đều thích nhau, nhưng hai cô cậu này có một quy luật trong tình yêu, đó là ai yêu trước sẽ là người thua cuộc, và do đó chẳng có ai dám thổ lộ với ai cả. Cách duy nhất để họ đến được với nhau là ép đối phương tỏ tình với mình, và từ đó vạch ra nhiều thủ đoạn chơi khăm nhau, nhiều trò giở khóc giở cười để đạt được mục đích. Vị trí số 3, Mob Psycho 100 Season 2, thuộc thể loại hành động, hài hước, đời thường và siêu nhiên. Nội dung phim kể về Mob, nhìn bề ngoài cậu bé này có vẻ khá hiền hậu và chả có tích sự gì, khi mà quần áo cậu khoác trên người trông cũng không khác gì lưu manh giả danh trí thức, và đặc biệt một khuôn mặt Saitama đội gáo dừa lên đầu. Mob cũng ít khi thể hiện cảm xúc, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, chính vì vậy mà cậu có rất ít bạn bè. Tuy nhiên, năng lực phi thường của Mob rất đặc biệt mà người thường không thể có được. Chính vì thế mà cậu nghĩ rằng năng lực của mình là không cần thiết trong cuộc sống này, sử dụng càng ít càng tốt vì nó có thể gây hại cho mọi người. Để điều khiển năng lực này, Mob cần phải kiềm nén cảm xúc của bản thân, nhưng khi cảm xúc bùng nổ đến mức 100%, toàn bộ năng lực của Mob sẽ tuôn trào và không có gì có thể ngăn được. Nếu các bạn có xem anime One Punch Man thì Saitama chính là phun sát thương, còn Mob chính là phun phép thuật, vì cả hai bộ này đều chung một tác giả. Vị trí số 2, Khiên Hiệp Sĩ, thuộc thể loại hành động, tình cảm, hài hước, giả tưởng, drama và seinen. Đây là một trong những siêu phẩm của mùa đông 2019, khi đạt số điểm là 9,9 trong một tháng liên tiếp và bán được hơn 2,2 triệu bản in light novel và manga trong 2 tháng, qua là một con số kỷ lục trong làng công nghiệp manga trong những năm gần đây. Câu chuyện kể về chàng trai Nafumi, vào một ngày đẹp trời thì bỗng nhiên anh được triệu hồi vào thế giới song song với tư cách là một trong 4 vị anh hùng của thế giới. Tại đây, mỗi người đều nhận được trang bị huyền thoại của riêng mình khi được triệu hồi. Nafumi đã nhận được huyền thuẫn, một vũ khí phòng thủ duy nhất trong nhóm, trong khi những người khác lại là vũ khí tấn công. Tiếc là cái thế giới này, họ lại tôn thờ tam đại thanh khí bao gồm thương, cung, kiếm, và tất nhiên khiên sẽ được cho là vũ khí tà giáo. Nafumi vừa được triệu hồi sẽ phải đối mặt với sự phản bội, sự tàn bạo, sự tra đạp của chính những kẻ được gọi là con người ở đây. Tiền bạc thì mất, tinh thần hỗn độn, nên Nafumi thề sẽ trả thù những kẻ đã phản bội mình, và cuộc trả thù của anh cũng bắt đầu. Và cuối cùng, Tensei Shirata Slam Dataken, thuộc thể loại hài hước, giả tưởng, filler và seinen. Chắc chắn rồi, khi nói đến bộ anime đạt nhiều thành công về cả doanh thu lẫn hình ảnh nhất trong khoảng thời gian từ giữa 2018 đến đầu 2019 thì không thể nào bỏ qua anime Slam chuyển sinh này. Chiến thắng giải thưởng Bookwebcast 2018 và đạt 30 triệu lượt xem tính riêng ở khu vực Việt Nam. Nó thành công đến mức, ngay sau khi vừa kết thúc tập cuối của phần 1, nhà sản xuất đã ngay lập tức thông báo thời gian ra mắt phần 2 là vào năm 2020. Như vậy là các fan hâm mộ sẽ tiếp tục được theo dõi bộ phim này vào năm sau. Câu chuyện bắt đầu với anh chàng Satoru Mikami, một nhân viên 37 tuổi, có một cuộc sống chán chường và không vui vẻ gì. Trong một lần gặp cướp, anh đã bị mất mạng, tưởng chừng như cuộc sống chán nhát ấy kết thúc, nhưng không, ấy lại chính là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Mikami thức dậy, thấy mình đang ở trong một thế giới kỳ lạ, và điều quái gì là anh không còn hình dạng con người nữa, mà đã trở thành quái vật Slam dẻo quẹo và không có mắt. Khi dần quen thuộc với hình dáng này, anh bắt đầu khám phá thế giới mới, cùng với những con vật khác, và công cuộc thay đổi thế giới mới này cũng bắt đầu.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video top 10 anime. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên comment ý tưởng độc đáo cho bọn mình nhé về những video sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye!